Chào đạo sư Tình Trung 518, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 159 của chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với các từ vựng và câu sau đây. Thứ nhất là từ cửa pía. Cửa pía, âm Hán Việt nghĩa là cá biệt, cửa là cá, pía là biệt. Nhưng mà từ này thì không giống như là từ cá biệt ở trong tiếng Việt nhé. Từ cửa pía này thứ nhất nghĩa là đơn lẻ, riêng lẻ. Nghĩa thứ hai là chỉ một cái số lượng rất ít hoặc là chiếm một thành phần rất là nhỏ. Câu ví dụ thứ nhất. 我们学校的学生学习都很好，只有个别学生成绩差一点而已。我们学校的学生, các em học sinh của trường chúng tôi, 学习都很好, đều học rất tốt. 只有, chỉ có, 个别学生, một số rất ít học sinh. Ở đây 个别学生 không dịch là học sinh cá biệt các bạn nhé. 成绩, thành tích, 差一点而已, kém một chút thôi. 我们学校的学生, 学习都很好, 只有个别学生, 成绩差一点而已. Câu ví dụ tiếp theo. 我家种的橘子很甜，只有个别的有点酸. 我家种的橘子. Đây là cụm danh từ, chúng ta dịch sau chữ tơ trước. 橘子 là quýt. 我家种的, mà nhà tôi trồng. 很甜, rất ngọt. 只有, chỉ có. 个别的, là một số rất ít. 有点酸, hơi chua. 我家种的橘子很甜，只有个别的有点酸. Từ vựng tiếp theo là từ cậy. Cậy, từ này thì có rất là nhiều nghĩa. Ở đây Trần Lao Sư sẽ chỉ ra ba nghĩa và ba cái cách sử dụng chính của nó. Thứ nhất là nó làm động từ với nghĩa là cho, đưa hoặc là dùng để làm câu nói khi đưa cho đối phương thứ gì đó. Ví dụ, cái của chứ tiền mà, cho tớ ăn một ít đi mà. Bù kể, không cho. Câu ví dụ tiếp theo. Khởi ý cái của ý khoai bình can mà. Khởi ý sở mở mà, nghĩa là có thể gì đó hay không. Cái của cho tớ ý khoai bình can, một cái bánh quy. Khởi ý cái của ý khoai bình can mà, có thể cho tớ một cái bánh quy được không. Khởi ý à, được chứ. Cậy cho cậu nè. Có thể cậy của ý khoai bình can mà. Có thể à. Cậy. Câu ví dụ tiếp theo. Phụ mũ mấy cơ yu đâu cậy của sinh hoạt phí. Phụ mũ bố mẹ mấy cơ yu đâu tháng nào cũng đều cậy của cho tôi sinh hoạt phí, tiền sinh hoạt phí. Phụ mũ mấy cơ yu đâu cậy của sinh hoạt phí. Câu ví dụ tiếp theo. Bà nì tớ sổ chi cậy của dùng ý xả. Câu chữ bà chúng ta dịch động từ trước. Động từ đây là cậy, là đưa cho tớ. Nì tớ sổ chi, điện thoại của cậu. Dùng ý xả, dùng một chút. Bà nì tớ sổ chi cậy của dùng ý xả. Đưa điện thoại của cậu cho tớ dùng một chút. Thứ hai, nó làm giới từ ở trong cấu trúc A cậy B cộng với động từ, nghĩa là A làm gì đó cho B. Ví dụ, mỗi khi xem Trần Lão Sư tờ sư pín, tôi đều cậy tha tiền giản. Mỗi khi, mỗi lần, khan xem Trần Lão Sư tờ sư pín là video, Trần Lão Sư tờ của Trần Lão Sư. Ở Đài Loan thì từ sư pín nghĩa là video được nói là ảnh phiền. Ủa đâu, tôi đều cậy tha tiền giản, bấm like cho cô ấy. Ở Đài Loan thì nói là an giản. Ở Trung Quốc thì gọi là tiền giản, ở Đài Loan gọi là an giản. Mỗi khi xem Trần Lão Sư tờ sư pín, ủa đâu cậy tha tiền giản. Trần Lão Sư có theo dõi thấy thực sự là có những bạn lần nào xem video của Trần Lão Sư cũng đều bấm like, và có những bạn lần nào cũng viết bình luận để ủng hộ Trần Lão Sư nữa. Trần Lão Sư thực sự là vô cùng cảm ơn, rất là cảm kích sự ủng hộ của các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục với bài học nhé. Câu ví dụ tiếp theo. Nải nái cấy ủa chua lở, ủa chơi ai chứ tờ hồng sao rầu. Nải nái cấy ủa chua lở, bà nội nấu cho tôi.
Ủa chơi ai chư tờ hồng sao rau. Từ chữ ủa đến hồng sao rau đây là cụm danh từ. Chúng ta dịch sau chữ tờ trước. Hồng sao rau là món thịt kho tàu. Ủa chơi ai chư tờ mà tôi thích ăn nhất. Nải nái cái ủa chua lờ. Ủa chơi ai chư tờ hồng sao rau. Câu ví dụ tiếp theo. Ủa kể tha chi lờ y chien lì u. Bù chư tàu tha sâu tàu lờ mấy yờ. Ủa kể tha chi lờ. Tôi đã gửi cho anh ấy ý chien lì u, một món quà. Bù chư tạo, không biết. Tha sâu tạo là mấy giờ, anh ấy đã nhận được chưa? Ủa kể tha chỉ là ý chien lì u. Bù chư tạo, tha sâu tạo là mấy giờ. Câu ví dụ tiếp theo. Ủa sầu chi, wang zai jia lì lợ. Nì nâng kể ủa xung của lại mà. Ủa sầu chi, điện thoại anh. Wang zai jia lì lợ, để quên ở nhà rồi. Nì nâng, sầm ở ma là em có thể gì đó hay không? Cái ủa xung của lại, mang đến đây cho anh. Nì nâng cái ủa xung của lại mà, em có thể mang đến đây cho anh được không? Ủa sầu chi, wang zai jia lì lợ. Nì nâng cái ủa xung của lại mà. Và thứ ba là nó được làm phó từ. Nó được dùng trong một số câu chữ bả để đệm vào trước động từ. Cấu trúc là A, bả, pi, xong đến cẩy, rồi đến động từ. Ví dụ, chưa mở tua nén mấy chèn miền, nếu sư bổ sư bá ua cẩy vang lợ. Chưa mở tua nén bao nhiêu năm rồi, mấy chèn miền không gặp. Nếu sư bổ sư có phải là cậu, bá ua cẩy vang lợ. Quên tớ rồi không? Chưa mở tua nén mấy chèn miền, nếu sư bổ sư bá ua cẩy vang lợ. Câu ví dụ tiếp theo. Chị sử ủa lợ. Xiao mau bá ủa tờ miền bao cây chứ lợ. Chị sử ủa lợ. Tức chết đi mất. Xiao mau con mèo. Bá ủa tờ miền bao cây chứ lợ. Câu chữ bả thì chúng ta dịch động từ trước. Chứ đây là ăn. Miền bao là cái bánh mì. Bá ủa tờ miền bao cây chứ lợ. Ăn mất cái bánh mì của tôi rồi. Ở câu này thì chúng ta không dùng chữ cây cũng được. Chị sử ủa lợ, xiao mau bá ủa tờ miền bao cây chứ lợ. Tiếp theo chúng ta có cấu trúc chia cây sấy sấy sầm mật tống sĩ, nghĩa là cho ai đó vay hoặc là mượn thứ gì. Chia nghĩa là mượn hoặc là vay. Chia cây ai đó nghĩa là cho ai đó vay hoặc mượn thứ gì. Câu ví dụ thứ nhất. Nì khởi ý chia cây ủa ý khoai xiang phí cha mang. Nǐ kě yǐ shěnme shěnme ma, là cậu có thể gì đó hay không? Jiè gěi wǒ, cho tớ mượn. Yǐ kuài xiàng pǐ cha, một cục tẩy. Nǐ kě yǐ jiè gěi wǒ, yǐ kuài xiàng pǐ cha ma? Câu ví dụ tiếp theo. Nǐ něng bù něng bǎ nǐ de shǒu jī jiè gěi wǒ, dà ge diàn huà. Nǐ něng bù něng, cậu có thể gì đó hay không? Jiè gěi wǒ, cho tớ mượn. Nǐ de shǒu jī, điện thoại của cậu. Dà ge diàn huà, để gọi một cuộc điện thoại. Nǐ něng bù něng bǎ nǐ de shǒu jī jiè gěi wǒ, dà ge diàn huà. Câu ví dụ tiếp theo. Jīn tiān měi qiān chī fàn lè, shì tā jiè gěi lè wǒ yì bái kuài qiān. Jīn tiān, hôm nay, měi qiān chī fàn lè, hết tiền để ăn cơm rồi. Shì tā là anh ấy. Chia cấy lơ ủa, đã cho tôi vay. Y bài khoai chén, 100 tệ. Chín thiên mấy chén chư phàn lơ. Sự tha chia cấy lơ ủa, y bài khoai chén. Câu ví dụ tiếp theo. Ủa chủy nén chia cấy trang lượng tờ chén. Tào xiên giải, tô hài mấy yổ, yào huy lại. Ủa chủy nén chia cấy trang lượng tờ chén. Từ chữ ủa đến chữ chén, đây là cụm danh từ. Chúng ta dịch trung tâm ngữ, tức là thành phần sau chữ tơ trước. Chén là tiền. Ủa chủy nén, tôi năm ngoái, chia cấy trang lượng, cho trương lượng vay. Ủa chủy nén, chia cấy trang lượng tờ chén, tiền mà năm ngoái tôi cho trương lượng vay. Tao xiên giải, đến bây giờ. Tâu ở đây dùng để nhấn mạnh mức độ cao. Tâu khái mấy giờ vẫn chưa, giao khuấy lại, đòi lại được.
我去年借给张亮的钱，到现在都还没有要回来。 Và chúng ta có cấu trúc là kể ai đó chia sẻ một đồng xì. Kể sấy chia sẻ một đồng xì nghĩa là vay hoặc là mượn cái gì đó hộ cho ai đó. Các bạn chú ý là ở trên thì là chia kể sấy sẻ một đồng xì. Chia kể ai đó cái gì nghĩa là cho ai đó vay hoặc mượn. Còn kể ai đó chia cái gì đó thì là vay hoặc mượn cái gì đó hộ cho ai đó. Ví dụ, 我手机没电了。 Xiao Li给我借了一个充电宝。我手机，điện thoại của tôi, mấy điện lợ, hết pin rồi. Xiao Li, tiểu lý, cấy của chia lợ, mượn hộ cho tôi. Ý cửa trung tiền bảo, một cái sạc dự phòng. Trung tiền bảo, sạc dự phòng ở Đài Loan gọi là xính tùng tiền yuan. Ủa sầu chi mấy điện lợ. Xiao Li, cấy của chia lỡ ý cửa trung tiền bảo. Câu ví dụ tiếp theo. Nâng bù nâng cháu nì tờ thủng sư, cấy của chia lạng chưa? Nâng bù nâng có thể gì đó hay không? Cháu nì tờ thủng sư, tìm đồng nghiệp của cậu. Cấy của chia lạng chưa? Mượn hộ tờ cái xe. Tức là mượn đồng nghiệp của cậu hộ cho tớ một cái xe. Nâng bù nâng cháu nì thủng sư, cấy của chia lạng chưa? Tiếp theo, cấu trúc hoán cấy ai đó, nghĩa là trả lại cho. Ban nãy chúng ta học chia cấy thì là cho vay hoặc là cho mượn, còn hoán cấy thì là trả lại. Ví dụ, 我现在很忙，你能帮我把书还给老师吗？ 我现在很忙, tớ bây giờ rất bận. 你能帮我, cậu có thể giúp tớ. 把书还给老师 là trả lại sách cho thầy hoặc cô giáo. 你能帮我把书还给老师吗？ Cậu có thể giúp tớ trả sách cho cô giáo được không? 我现在很忙，你能帮我把书还给老师吗？ Câu ví dụ tiếp theo. 捡到钱包后，他把钱包还给了失主。 后 sau khi 捡到 nhặt được, chén bao, ví tiền. Chén tao, chén bao hậu, sau khi nhặt được ví tiền. Tha bả chén bao, hoán kể lỡ sư chủ. Tha, anh ấy, bả chén bao, hoán kể lỡ sư chủ. Hoán kể nghĩa là trả lại cho. Danh từ đây là chén bao, là ví tiền. Sư chủ là người mất. Tha bả chén bao, hoán kể lỡ sư chủ. Anh ấy đã trả lại cái ví tiền cho người mất. 捡到钱包后，他把钱包还给了失主。 Tiếp theo, chúng ta nói pha cấy ai đó cái gì, nghĩa là phát cho hoặc là gửi cho. Câu ví dụ thứ nhất, 今天我要把这个月的工资发给员工。 今天, hôm nay, 我要, tôi phải, 把这个月的工资发给员工。 Câu chữ bả chúng ta dịch động từ trước. Pha là phát. Chưa có yue tờ cung chư nghĩa là tiền lương của tháng này. Cẩy yuan cung cho nhân viên. Cung chư là tiền lương. Ở Đài Loan thì gọi là xin xuẩy. Từ tiền lương ở Trung Quốc thì gọi là cung chư hoặc xin xuẩy đều được. Còn ở Đài Loan thì gọi là xin xuẩy. Chín thiên ủa yào bả chưa có yue tờ cung chư pha cẩy yuan cung. Câu ví dụ tiếp theo. 你把修改好的合同发给客户了吗？ 你, cậu. Câu chữ bả chúng ta dịch động từ trước. Động từ đây là pha nghĩa là gửi. Sau đó đến tân ngữ là 修改好的合同 nghĩa là bản hợp đồng mà đã chỉnh sửa xong. 给客户 là cho khách hàng. 你把修改好的合同发给客户了吗？ Cậu đã gửi bản hợp đồng đã chỉnh sửa xong cho khách hàng chưa? Tiếp theo, chúng ta có cấu trúc sung cấy ai đó, nghĩa là tặng cho ai đó cái gì. Câu ví dụ thứ nhất, 今天我生日,他送给了我一件礼物. 今天, hôm nay, 我生日, sinh nhật tôi. Nếu nói đầy đủ thì là 今天我过生日, hoặc là 今天是我生日. Ở trong khẩu ngữ người Trung Quốc thường nói ngắn gọi là 今天我生日. 他送给了我,
cô ấy tặng cho tôi. Ý chia lý ủ, một món quà. Chín thiên ủa sưng rử, tha sung cái lợi ủa ý chia lý ủ. Câu ví dụ tiếp theo. Ủa bá xiao mau sung cái ủa quê mì lợ. Ủa tôi. Động từ đây là sung nghĩa là tặng. Đến tân ngữ là xiao mau là con mèo. Cái ủa quê mì là cho đứa bạn thân. Quê mì là bạn thân mà là con gái. Ủa bá xiao mau sung cái ủa quê mì lợ. Và chúng ta nói xía kể ai đó nghĩa là viết cho ai đó. Ví dụ, 这封信是写给我母亲的，希望你亲手交给她。 这封信, bức thư này, 是写给我母亲的, là tôi viết cho mẹ tôi. 希望你, hy vọng bạn, 亲手, tự tay, 交给她, trao cho bà ấy. 这封信是写给我母亲的。 希望你亲手交给他. Câu ví dụ tiếp theo. 这是老婆写给我的新年愿望. 这是, đây là 老婆写给我的新年愿望. Và từ chữ 老婆 đến chữ 愿望, đây là cụm danh từ. Chúng ta dịch trung tâm ngữ trước. 新年愿望 là ước nguyện đầu năm. 老婆写给我的, mà vợ viết cho tôi. 这是老婆写给我的新年愿望. Tiếp theo chúng ta có từ bái cậy. Bái cậy nghĩa là cho không. Câu ví dụ thứ nhất. 难道这笔钱就这样白白给他了吗? 难道, lẽ nào, 这笔钱, khoản tiền này, 就这样, tức là như vậy hoặc là thế là. Bái bái kẩy tha lợ là cho không anh ta. Khi chúng ta nhắc lại chữ bái này, nghĩa là lặp lại nó, dùng để nhấn mạnh. Chưa chưa rằng bái bái kẩy tha lợ mà, cho không anh ta như vậy sao? Nán tạo chưa bị chén, chưa rằng bái bái kẩy tha lợ mà. Câu ví dụ tiếp theo. Mà bú ràng của ná bía đấn bái kẩy tờ tông xị. Mà bú ràng của mẹ không cho tôi. Ná, lấy. Bía đấn bái kẩy tờ tông xị. Từ chữ bía đấn đến chữ tông xị, đây là một cụm danh từ. Tông xị nghĩa là đồ hoặc là thứ. Bía đấn bái kẩy tờ mà người khác cho không. Mà bú ràng của ná bía đấn bái kẩy tờ tông xị. Câu ví dụ tiếp theo. Chưa yàng tờ y phủ bái kẩy của tổ bú yào. Chưa yàng tờ y phủ, quần áo kiểu như này, bái kẩy, có cho không, wo dou bu yao, tôi cũng chả thèm. Chưa yàng tờ y phủ, bái kẩy, wo dou bu yao. Và chúng ta có cách nói, kẩy sấy miên zi, nghĩa là nể mặt ai đó. Ví dụ, kẩy điển miên zi mà, kẩy điển miên zi mà, nể mặt tôi chút đi mà. Câu ví dụ tiếp theo. 我不喝不是不给你面子, 而是我肠胃不好, 喝不了酒. 我不喝, tôi không uống. 不是, không phải. 不给你面子, không nể mặt bạn. 而是, mà là. 我肠胃不好, đường ruột hoặc là bụng dạ của tôi không tốt. 喝不了酒, không uống được rượu. 我不喝, 不是不给你面子, 而是我肠胃不好, 喝不了酒. Câu ví dụ tiếp theo. 这次事情这么顺利, 都是人家给了陈总面子. 这次, lần này, 事情, việc hoặc là công việc hoặc sự việc, 这么顺利, thuận lợi như vậy, 都是, đều là, ý ở đây là đều là do. Rấn gia, người ta. Cậy lơ trấn chủng miền chữ, nể mặt Trần Tổng. Chưa chữ sự chính chưa mở xuân lì. Đâu sự rấn gia cậy lơ trấn chủng miền chữ. Tiếp theo chúng ta có từ cậy lì. Cậy lì nghĩa là tuyệt,
tốt, giỏi, hoặc là ủng hộ, hoặc là cố lên, vừa làm động từ, vừa là tính từ. Ví dụ, 加油, cẩy lì, cố lên, cố lên, 加油, cẩy lì. Câu ví dụ tiếp theo, 虽然天气不太给力, 但我们还是玩得很嗨. 虽然, tuy rằng, 天气, thời tiết, 不太给力, không ủng hộ cho lắm. 但, nhưng, 我们还是, chúng tôi vẫn, 玩得很嗨, chơi rất vui. 虽然天气不太给力, 但我们还是玩得很嗨. Câu ví dụ tiếp theo, 这次你千万不要再拖大家后腿, 要给力哦. 这次, lần này, 你千万不要, cậu nhất định đừng, 再, là tiếp tục, 拖大家后腿, 拖后腿 nghĩa là kéo chân sau, 拖大家后腿, kéo chân sau của mọi người, tức là ảnh hưởng đến cái việc mọi người đang tiến lên. 要给力哦, phải cố lên nhé. 这次你千万不要再拖大家后腿, 要给力哦. Câu ví dụ tiếp theo, 这个月的销售目标提前完成, 大家真给力. 这个月的销售目标, đây là cụm danh từ, chúng ta chỉ sau chữ tơ trước. 销售目标 là mục tiêu tiêu thụ, 销售 là tiêu thụ hoặc marketing, 目标 nghĩa là mục tiêu. 销售目标 mục tiêu tiêu thụ, 这个月的 của tháng này, 提前完成 là đã hoàn thành trước thời hạn, 大家真给力 mọi người thật là giỏi. 这个月的销售目标提前完成, 大家真给力. Từ vựng tiếp theo là cấy ỉ. Cấy ỉ là cho, dành cho hoặc là mang đến cho. Câu ví dụ thứ nhất, lão sư tờ củ lì cấy ỉ xuế sân mần cần tua chữ xin hở dụng chỉ. Lão sư tờ củ lì, sự khích lệ động viên của thầy cô, cấy ỉ xuế sân mần đã mang lại cho các em học sinh, cần tua là càng nhiều hơn nữa, chữ xin sự tự tin, khởi dũng chỉ và dũng khí. Lão sư tờ củ lì cấy ỉ xuế sân mần cần tua chữ xin khởi dũng chỉ. Câu ví dụ tiếp theo, 不管我做什么事情, 爸爸妈妈 总 能 cấy ỉ 我 支 持. 不管, bất kể, 我做什么事情, tôi làm việc gì, 爸爸妈妈 bố mẹ, 总 能 đều luôn có thể, cấy ý của dành cho tôi, chứ chữ sự ủng hộ. 不管我做什么事情, 爸爸妈妈 总 能 cấy ý của chứ chữ. Câu ví dụ tiếp theo, 在我无助的时候, 他 总 能 cấy ý của 帮助. 在什么什么的时候 là khi hoặc là lúc, 我无助 tôi bất lực, 在我无助的时候, những khi tôi bất lực, 他总能, anh ấy luôn có thể, cấy ý của 帮助, mang đến cho tôi sự giúp đỡ. 在我无助的时候, 他总能, cấy ý của 帮助. Và tiếp theo, chúng ta có từ, từ này, chữ Hán thì là chữ cấy, nhưng ở đây, khi ghép với chữ này đằng sau, chúng ta đọc chữ này thành chí ủy. Chí ủy, bây giờ đọc thành chỉ, không đọc là cấy nữa nhé. Chí ủy cũng nghĩa là cho hoặc là dành cho, làm động từ, và nó thường dùng trong văn viết hoặc là ngữ khí trang trọng. Nó cũng giống như là từ cấy ủy vừa học ở trên, nhưng mà từ chí ủy thì mang tính chất văn viết và trang trọng hơn là từ cấy ủy. Câu ví dụ thứ nhất, giáng quang chí ủy của mình vân noãn. Giáng quang, ánh mặt trời, chí ủy của mình mang đến cho chúng ta vân noãn, sự ấm áp. Giáng quang chí ủy của mình vân noãn. Câu ví dụ tiếp theo, ba bà tổng năng chí ủy của xin xin rằng của chiến trừ tạo tỷ. Ba bà, bố, tổng năng luôn có thể, chí ủy của mang đến cho tôi xin xin, sự tự tin,
Ở đây cũng có thể thay bằng từ cấy ỉ mà chúng ta vừa học ở trên. Ra ngủ khiến cho tôi hoặc là để tôi kiên trì đến tỉ, theo đuổi đến cùng. Bà bà tổng năng chí yu wǒ xìn xín, ràng wǒ kiên trì đến tỉ. Thưa các bạn, đến đây thì trợ lão sư đã cùng với các bạn đọc và phân tích xong từng câu của bài hôm nay. Và sau đây thì xin mời các bạn bấm vào cái hình trợ lão sư để ở trên màn hình đây để chúng ta nghe và đọc lại toàn bộ những câu trong bài này với giọng đọc rất là chuẩn của bạn Chỉ Hoàng Y nhé. Bye bye!